mọi người trở lại với kênh channel của Sam lại. Sam này, hello mọi người. Đó, thì đây là một video khá là ít ỏi và khá là đặc biệt luôn, biết sao không? Tại vì ở kênh Sam hầu hết không bao giờ đăng vlog luôn, rất có đăng nhưng mà rất là ít luôn mọi người ơi. Nhưng mà hôm nay là một dịp rất đặc biệt, tại vì là hôm nay Sam sẽ nấu ăn cho Sim và Phong cần ăn. Đó, đặc biệt chưa? Quá đặc biệt luôn. Tại vì sao đặc biệt? Tại vì á là Sim với Phong rất là ít nhờ Sam nấu ăn luôn, hoặc là hai người kia tự ăn ở dưới có đồ ăn sẵn. Nhưng mà hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, là hôm nay là hết đồ ăn rồi. Đó, hôm nay hai con người kia đã nhờ tôi nấu ăn. Thì hôm nay Sam sẽ làm một video để thử thách 24 giờ nấu ăn cho hai người kia ăn. Đó, không biết Sam có nấu ăn ngon không ta? Mong là sẽ ngon mọi người ạ. Đó. Ok, và trước khi xem video các bạn quên cho Sam một like, một share, comment, đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong hai tụi mình nha. Nhớ nha. Và đừng quên là Sam sắp được 1 triệu sub rồi, mọi người đừng quên giúp Sam lên 1 triệu sub nha. Ok, thì bây giờ vào video thôi nào. Let's go. Nhìn cái mặt Sam thật là nhìn bơ phờ mọi người, tại vì là Sam đang hơi bất lực tại vì sợ trong tủ lạnh không có gì á. Nhưng mà may cũng có một số đồ. Không sao, thử thách này vẫn có thể hoàn thành được. Thì đây là những vật liệu mà Sam đã cố gắng mò hết ở trong tủ lạnh mọi người ạ. Đó, có rong biển, có đậu hũ non, có tàu hũ và có khoai lang mọi người ạ. Mong là mình có thể nấu được từ những món ăn này. Có ai thắc mắc tại sao cái lỗ nó có trên quả khoai không? Tại vì Sam dùng cái đũa chọt khoai mọi người. Mình đáng sợ không? Trong quá trình đợi khoai thì Sam có định nghịch tủ lạnh để xem có gì ăn hay uống không? Thì nhìn một vòng tủ lạnh thì sẽ thấy được sữa đậu nành mọi người ạ. Đó, sữa đậu nành ở trong tầm mắt của Sam nên Sam quyết định sẽ uống nó. Vậy thôi, đơn giản. Mà cũng lâu lắm rồi Sam chưa uống sữa đậu nành mọi người ạ. Thì thực sự cái sữa đậu nành này rất là ngon và rất là ngọt luôn. Nói chung là một điểm cộng. Tinh. Sau khoảng 15 phút thì khoai đã chín rồi mọi người ạ. Bây giờ Sam sẽ dùng con dao này để gắp mấy quả khoai này ra mọi người. Để ghim mấy quả khoai này ra mọi người ạ. Đó, thấy nhìn ngon chưa? Vậy là chúng ta đã có một món gọi là khoai luộc rồi mọi người ơi. Rất đơn giản và rất dễ làm đúng không? Quá thơm luôn. Nhìn tôi cũng thèm rồi. Và nhân vật không thể thiếu được trong mỗi bữa ăn đó chính là gì? Đó chính là cơm mọi người ạ. Đó, đồ ăn không có cơm sao ăn được đúng không? Mọi người thấy không? Nhìn cái gọi là nồi cơm đĩa của mình nó bốc khói kìa mọi người, trời ơi. Đây là lớp cơm sắp chín đó mọi người ạ. Đó nhìn nè, vì quá nóng nên sao có định phải dùng một cái khăn mọi người ơi, phỏng tay mất. Đó nhìn nè, mở ra khói vi vút. Trời đất ơi, thò cái tay vào mà tưởng cháy cái tay luôn mọi người. Đó, cơm đã chín rồi, bây giờ chúng ta cùng lấy cái đồ để xới cơm mọi người ạ. Đó, xới cơm thôi, xới. Mình nói thật luôn, cái đoạn này Sam xới cơm siêu nóng mọi người, cái tay cực kỳ nóng luôn á. Tại vì á, kiểu cái hơi nó lên ấy, cái tay cảm giác trời ơi, chịu không nổi luôn. Nhưng mà không sao, phải cố gắng vì bữa cơm ngon. Đó, xới cơm, xới một ít, giống ít, sau đó chúng ta đóng nắp lại. Đó, đợi cơm chín tiếp. Bây giờ chúng ta cùng qua món thứ hai thôi. Thì món thứ hai này tên gọi là tàu hũ sốt cà chua mọi người ạ. Đó, có bạn nào đã từng ăn món này chưa? Đừng quên comment vì vậy Sam biết nha. Chứ món này là món cực kỳ yêu thích của Sam luôn. Đó, vì Sam quá thích nên Sam đã nhờ mẹ dạy luôn. Thì món này thực sự rất đơn giản, không có gì khó ấy. Chỉ cần người ta có cà chua và tàu hũ sẽ làm được món này luôn mọi người. Đó, mọi người nhìn nè, rất đơn giản luôn. Mình chỉ cần xào chiên, chiên sốt lên thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ bỏ thêm một số gia vị đấy mọi người. Đoạn này bỏ nước tại vì cho nó gọi là cho nó nhiều á, để cho nó có thể làm thành một cái sốt mọi người ạ. Đó, bỏ ít muối, ít tiêu, ít hạt nêm, sau đó quậy lại các kiểu. Nó thật sự món nó rất đơn giản luôn. Đối với Sam thì tại vì Sam thích nên Sam đã học theo mẹ mọi người ạ. Đó, vì quá ngon nên Sam quyết định học theo. Và cuối cùng chúng ta bỏ tàu hũ vào. Đó, và lật qua lật lại. Vậy thôi, rất đơn giản. Và đây là thành quả mọi người ạ. Đó, ngon chưa? Rất đơn giản và siêu ngon luôn. Để bốc khoái luôn mọi người. Đã xong món thứ hai. Và món cuối cùng đó chính là canh rong biển mọi người ơi. Nhưng mà món này Kham khá là sợ, tại vì món này Sam chưa bao giờ làm. Sam chỉ đọc trên cái tờ hướng dẫn và làm theo thôi. Thì đoạn mở ra này thì Sam ngửi thử coi nó có thơm không. Thì Sam ngửi thấy giữa mùi thơm và mùi tanh mọi người ạ. Thì rong biển nó có mùi thơm và mùi tanh mọi người ơi. Đó, thì khi mà nhìn cái rong biển khô này thì điều đầu tiên Sam nghĩ đến nó chính là gì không mọi người? Nó chính là nó y chang là lá trà khô mọi người ơi. Đó, bạn nào thấy nhìn thấy giống không? Sam nhìn và Sam tưởng ủa, mình đang chế biến trà khô hay sao vậy? Khuôn mặt tôi đang bị bất lực, không biết thì tôi có nấu được món này không. Đó, thì sau khi để tầm mấy phút thì nó đã chuyển sang rồi, nó nở ra mọi người, nó nở ra thành cái lá. Thì sau khi bỏ vào trong cái chảo thì thấy nó dư quá là nhiều luôn, nó nở quá nhiều nên Sam phải bỏ một bên mọi người. Đó, phí quá. Và Sam bỏ thêm gọi là món phụ đồ phụ đó chính là gì ta,
đậu hũ non mọi người ạ. Món này thì thêm đậu hũ non thì nó ngon nên Sam có thể bỏ vào luôn. Chưa hề nấu món này có biết có thành công hay không. Trời đất ơi, rung dễ sợ. Thấy mấy cái bước quậy quậy là tôi bắt đầu thấy hơi bị nản rồi đó. Bắt đầu nát đậu phụ rồi đó. Thì các bạn chỉ cần bỏ thêm gia vị thôi. Đó và xôi rồi. Và kết thúc, đây là món cuối cùng mọi người ạ. Không hề nha, món cuối cùng mới là món trứng chiên mọi người ạ. Và đây là cái món mà Phong cực kỳ thích luôn mọi người ơi. Đó, món Phong rất là thích luôn, lúc nào cũng thích ăn trứng chiên hết. Đó, có bạn nào thích ăn trứng chiên giống Phong cực không? Ai là fan trứng chiên đừng quên điểm danh ở dưới nha. Chứ riêng ông Phong là ông Phong có một slot gọi là trứng chiên mọi người ơi. Đó, mê trứng chiên cực luôn mọi người. Trời đất ơi, cuối cùng cũng xong một mâm cơm mọi người ơi. Bây giờ phải lên phòng kêu Phong Cận và Simmy thôi. Trời đất ơi, nhìn tôi riết như gọi là chị ta bảo mẫu chung em bé luôn mọi người. Rồi, cả nhà xung vầy có Sim, có Phong Cận mọi người ạ. Đó, thì tôi thực sự đoạn này quay rất là hồi hộp, không biết mọi người ăn như thế nào. Trời ơi, hồi hộp quá trời luôn, mọi người cầm đũa. Còn tôi thì đang ngồi gặm nguội khoai lang, tại vì Sam rất thích ăn khoai lang mọi người ạ. Đó, Sam đang ngồi là đợi chờ kết quả quay mọi người có ăn thấy ngon không. Chứ tôi là tôi muốn mọi người khen tôi ngon lắm, trời nấu ăn mà dở buồn lắm chứ. Đó, mà khoai ngon lắm nha. Đây, cạnh mọi người gấp đồ ăn. Trời đất ơi, hộp tim đập phần phật, không biết có ngon không. Và sau đó Sam quay qua Phong, Phong be like kiểu ngon. Trời đất ơi, nhẹ nhõm hẳn ra quay qua Sim, Sim cũng ngon. Trời đất ơi, thích dễ sợ.